Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mứt củ đậu màu củ dền nhé. Các bạn cần chuẩn bị cho mình khoảng 300g củ đậu này. 300g củ đậu thì mình sẽ dùng vào đây là độ 150g đường nhé. Và nước củ dền thì các bạn có thể lấy củ dền mình xay ra mình lọc lấy nước nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thái cái phần củ đậu trước các bạn nhé. Các bạn gọt vỏ củ đậu cho mình. Các bạn chuẩn bị một tô nước để mình thái củ đậu mình ngâm vào trong nước nhé. Mình thái thành những miếng vừa phải nhé. Cho cái nhựa củ đậu này ra bớt này. Các bạn có thể thái theo cách này của mình hoặc là mình thái nhỏ hoặc vuông đều được hết nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đun cái vớt của nước củ đậu này ra và đun nước củ dền nhé. Các bạn đun sôi cái nồi nước màu củ dền này đi. Đây, khi sôi rồi thì các bạn sẽ cho củ đậu vào cho mình. Các bạn đun sôi cho mình khoảng 2 phút nhé để cho nước củ dền này nó ngấm vào củ đậu. Rồi mình tắt bếp và mình để trong ngâm trong này khoảng độ 2 giờ để cho nó có màu củ dền các bạn ạ. Sau khi mình để củ đậu được 2 giờ các bạn nhé. Đây, mình đã ngâm củ đậu được 2 giờ, củ đậu nó đã có màu đỏ này rồi nhé. Bây giờ mình sẽ vớt cái phần củ đậu này ra. Mình cũng để nghiêng cái phần củ đậu này nhé, để cho cái nước của củ đậu nó ra bớt đi. Để nước khi mình vớt ra nó chảy bớt đi, sau đó thì mình sẽ đem đi ướp đường. Đây, khi phần củ đậu đã róc nước rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào một cái tô các bạn nhé. Mình sẽ cho đường vào đây để ướp. 300g củ đậu này thì mình cho khoảng độ 150g đường nhé. Nếu bạn nào muốn ăn nhiều hoặc ít hơn thì tùy theo. Để muốn đường bám vào mặt củ đậu nhiều thì chúng ta sẽ cho nhiều đường, mà muốn ít thì mình bám ít, còn đâu không có thì cứ hai phần củ đậu một phần đường là được.
Rồi bây giờ mình cũng khi đã ướp đều đường như thế này rồi, mình sẽ đậy lại và để cho nó tan chảy thành nước các bạn nhé. Thì mình sẽ đem đi xên. Các bạn đậy lại cho mình nhé, vào khoảng 6 giờ sau thì mình sẽ quay trở lại đem đi xên nhé. Các bạn, sau khi mình để mứt củ dền của mình được 6 giờ nhé. Đây. Nó đã ra nước hết như thế này rồi các bạn ạ. Bây giờ mình đường đã tan chảy ra nước rồi, mình sẽ cho lên bếp mình xên khô lên là mình sẽ có món mứt củ dền của đậu màu củ dền nhé. Đây, mình sẽ cho phần củ đậu vào đây. Với đầu này thì nó rất nhiều nước thì các bạn cho lửa to cho mình. Sau khi nào mà hơi nước nó đi hết, nó cạn ấy, thì các bạn sẽ giảm bớt lửa dần nhé. Cứ sôi là mình sẽ giảm lửa dần. Đây các bạn, nó đã sôi rồi nhé. Mình đun để cho nó bay hết cái phần hơi nước ra, thì sau đó sẽ giảm bớt lửa dần dần đi các bạn ạ. Sôi này chúng ta cũng giảm bớt lửa rồi. Đây, bây giờ các bạn giảm bớt lửa đi cho mình nhé. Mình xên một lúc nữa là nó sẽ cạn hết nước thôi. Bây giờ là phần hơi nước nó đã toát đi hết rồi đấy các bạn ạ. Còn phần đường nó sẽ quánh lại. Thì các bạn giảm lửa cho với lửa nhỏ liu riu thôi nhé. Mình cho lửa nhỏ liu riu thôi. Để cho cái đường nó không bị cháy và nó bám đều trên mặt của miếng củ đậu nhé. Cái phần dưa chảo này xong nó sẽ... đường nó sẽ kết tủa trước các bạn ạ, khô trước. Đường nó quánh rất nhiều rồi đấy ạ. Bây giờ nó sẽ khô lại dần đấy, rất nhanh thôi các bạn ạ. Đây các bạn, khi đường bắt đầu khô lại rồi các bạn nhé. Đường bắt đầu trắng bám và thành và các miếng mứt nó đã bám đầy rồi nhé. Nên là mình cho nhiều đường, nên là đường nó bám vào miếng mứt củ đậu rất nhiều. Các bạn tắt bếp đi cho mình nhé. Và mình để nguội một chút thì nó sẽ cứng ra. Đảo đều trên chảo này một tẹo nữa thôi. Đấy, mứt củ đậu màu củ dền nhé. Rất là có màu sắc rồi. Các bạn có thể làm màu sắc này để đón Tết cho gia đình nhà mình. Khô rồi nha. Rồi, bây giờ mình có thể cho ra đĩa là thưởng thức thôi. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đây. Làm một đĩa mứt củ đậu nhé, màu củ dền rất thơm và ngon nhé. Các bạn có thể làm cho gia đình nhà mình thưởng thức đón Tết nhé. Mình có thể thái ra theo các kiểu đấy. Mứt đây nhé. Khi Tết đến chúng ta có thể làm các loại mứt cho gia đình nhà mình, không phải mua mà lại thơm ngon, dễ làm, dễ ăn. Các bạn có thể làm trong một ngày là có được rất nhiều loại mứt nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình.
Với 300g củ đậu thì các bạn dùng cho mình độ 150 đến 200g đường nhé. Nếu 200g đường thì màu đường nó bám lên rất nhiều. Và ít hơn thì nó sẽ bám ít nhé. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mứt khoai tây nhé. Để làm mứt khoai tây thì các bạn chuẩn bị cho mình hai củ khoai tây khoảng độ 200g này, 100g đường các bạn nhé. Và nước vôi trong, không thể thiếu là nước vôi trong, các bạn hòa vôi vào cho mình và vôi để ăn trầu ấy, thì sau đó các bạn để cho nó nắng nước nhé, để mình lấy cái phần nước trong thôi. Trước tiên thì mình sẽ đi gọt cái phần khoai tây này đã. Mình gọt khoai tây mình ngâm trong nước thế này thì nó sẽ không bị thâm khoai các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chắt phần nước vôi trong ra một cái tô khác các bạn nhé. Phần cặn vôi này các bạn chừa lại cho mình. Khoai tây mình sẽ thái ra nhé, thành những miếng vừa phải vừa ăn cho gia đình nhà chúng ta. Rồi, mình sẽ pha bằng dao thái này nhé. Các bạn ngâm trong nước vôi trong cho mình. Nào dày quá mình sẽ thái bớt ra. Đây các bạn, sau khi mình thái xong nhé thì các bạn ngâm cho mình trong nước vôi này khoảng 2 giờ nhé. Khi mình để khoai tây được 2 giờ các bạn nhé, khoai tây ngâm trong nước vôi ấy, nó đã cứng rồi. Bây giờ các bạn sẽ đi rửa sạch cho mình cái phần nước vôi này đi. Các bạn đun cho mình nồi nước sôi nhé và mình cho vào đây vài hạt muối. Đang cái muối này đi. Mình sẽ cho phần khoai đã rửa sạch vào đây. Các bạn trần qua cho mình thôi. Mình trần qua khoảng 3 phút thôi các bạn nhé. Và bây giờ các bạn sẽ vớt ra luôn một ô nước lạnh cho mình. Đây, mình chuẩn bị một ô nước lạnh sẵn rồi nhé. Mình sẽ vớt phần khoai ra luôn. Sau khi mình đã vớt ra khoai ra ống nước lạnh này rồi nhé, các bạn để cho khoai nguội đi. Rồi mình sẽ vớt ra để cho ráo nước nhé.
Đây, mình vớt khoai ra để cho khoai ráo nước nhé. Sau đó thì mình sẽ đem đi ướp đường. Đây, khi khoai đã ráo nước rồi nhé thì các bạn sẽ cho vào cái tô cho mình. Rồi mình sẽ ướp đường vào đây nhé. Đường thì mình đã lấy sẵn lúc trước rồi. Với 200g khoai thì các bạn cho mình khoảng 100g đường nhé. Bạn nào mà muốn ăn đường nhiều ấy để cho nó bám vào mặt khoai nhiều thì các bạn có thể cho thêm nhé, tùy theo. Xong khi mình ướp xong đường rồi nhé, các bạn sẽ để cho mình khi nào đường nó tan chảy ra thành nước hết thì chúng ta sẽ đem đi xiên khô là được. Khoảng độ 2-3 giờ sau là nó sẽ tan chảy thôi. Đây các bạn, sau khi mình để mứt khoai tây nhé, trong đường này nó đã tan hết ra thành nước như thế này rồi nhé. Bây giờ mình sẽ cho lên chảo để mình xên khô thôi. Chỉ cần xên khô nữa là mình đã được món mứt khoai tây luôn. Đấy, khi đường đã tan hết ra nước như này là được rồi. Mình cho khoai tây lên chảo các bạn nhé. Và bây giờ mình chỉ cần xên cho nó khô là được. Mới đầu này các bạn cứ cho lửa to trong bình để cho cái phần nước của khoai này của nó đi. Sau đó mình sẽ giảm lửa sau. Đây mới đầu như này thì các bạn đun với lửa to nhé, để cho cái phần hơi nước nó từ khoai tây nó ra ấy, nó bay hết đi, chỉ còn lại nước đường, thì sau đó chúng ta sẽ giảm lửa nhỏ dần nhé. Đây khi phần nước nó đã giảm hết như này đỡ rồi các bạn nhé, thì các bạn giảm bớt lửa đi cho mình. Mình đun là mức lửa vừa phải thôi. Khi nào phần đường mà nó hết sạch nước thì mình đường nó sánh lại thì mình sẽ cho lửa mức nhỏ nhất. Này là mình gần đường rồi đấy các bạn ạ. Chỉ cần cho nó khô thêm một chút nữa thôi là đường nó sẽ bám vào hết các mặt miếng khoai tây nhé. Đây, bây giờ các bạn giảm bớt lửa đi cho mình nhé. Và mình đảo với liên tục để ý không có là sẽ bị cháy. Thì nó đã gần được như thế này rồi, lượng đường nó đang trắng và cái tủa dần rồi đấy nhé. Các bạn giảm xuống mức lửa nhỏ nhất rồi nhé. Và bây giờ mình chỉ đảo 1-2 phút nữa thôi là nó sẽ khô lại. Giờ sẽ nhìn thấy nó khô lại, trông thấy các bạn ạ. Các bạn khi đường đã bám hết vào ria thành chảo rồi nhé, và miếng mứt khoai của chúng ta cũng bám đầy đường rồi. Và bây giờ các bạn có thể tắt bếp để mình cho nó khoai nó cứng lại nhé. Bây giờ mình tắt bếp, mình đảo đều đây là miếng khoai sẽ cứng lại, nó nguội là nó sẽ cứng nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cho ra đĩa là có thể thưởng thức thôi. Đây các bạn, khi mình để ra ngoài đấy, nó nguội bớt đi thì nó sẽ không bị dính vào nhau mà nó lại khô ra nhé. Rồi, bây giờ mình cho ra đĩa là có thể thưởng thức thôi. Đây các bạn, thành phẩm của mình là món mứt khoai tây đây. Sau khi mình đã làm xong đấy nhé, đấy, rất cứng và lượng đường bám vào rất nhiều nhé.
Chúc các bạn và gia đình có một món mứt khoai tây nhé, để đón Tết nhé. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần dùng 300g khoai thì chúng ta sẽ dùng 150g đường đến 200g đường nhé. Là mình đã có một đĩa mứt khoai tây rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mứt củ dền đỏ nhé. Để làm mứt củ dền đỏ thì các bạn chuẩn bị cho mình một củ dền khoảng 300g này. Và mình sẽ dùng vào đây khoảng độ 150 đến 200g đường nhé. Trước tiên thì củ dền các bạn sẽ đi gọt cho mình, nạ bỏ phần vỏ bên ngoài đi nhé. Tết chúng ta có thể có mứt để cho nó có màu sắc đỏ ấy. Các bạn có thể làm bằng củ dền đỏ này, lấy may mắn của đầu năm. Đầu và phần đuôi này mình có thể dùng dao mình gọt bỏ đi. Sau đó các bạn đem đi rửa sạch cho mình nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái ấu nước này, muối này và giấm trắng các bạn nhé. Các bạn cho mình một ít giấm trắng đi nữa. Mình hòa tan cái hỗn hợp giấm này, giấm muối để mình ngâm củ dền nhé. Bây giờ mình sẽ thái củ dền ra. Dền thì các bạn sẽ bổ làm đôi cho mình. Cắt củ dền ra làm đôi và các bạn thái thành những miếng vừa phải nhé. Các bạn thích làm mứt sợi thì chúng ta thái bằng sợi nhé. Như sợi, còn không có thì mình thái thành miếng như này cũng được. Mình ngâm trong nước muối và giấm. Các bạn ngâm cho mình khoảng 30 phút nhé. Sau khi được 30 phút thì mình sẽ quay trở lại để mình bớt đi. Đây các bạn, sau khi mình để được 30 phút rồi các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ bớt ra. Miếng củ này nó đã cứng lên rất nhiều rồi. Mình sẽ đi rửa sạch đi. Đây, sau khi mình rửa sạch thì các bạn để cho mình dốc nước đi, sau đó thì mình sẽ đem đi ướp đường. Khi củ dền đã dốc nước rồi thì các bạn cho vào một cái tô cho mình nhé. Mình sẽ cho đường vào đây để ướp. Các bạn muốn ăn ngọt nhiều thì mình cho nhiều nhé. Không có thì cứ 200g thì chúng ta củ dền thì chúng ta cho 100g đường. Tỷ lệ là như vậy thôi cũng được. Bạn nào muốn đường bán nhiều hơn thì mình sẽ cho nhiều hơn nhé. Nhưng chỗ này của mình là 300g củ dền thì mình sẽ cho 150g đường. Các bạn để cho mình khi nào đường nó tan ra nước hết thì chúng ta sẽ đem đi xên khô. Sau khi mình để nhé, để nước nó đã tan ra, đường tan hết như này rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho lên bếp để mình xên lên. Các bạn chỉ cần để khoảng 2 giờ thôi là nó sẽ tan chảy hết nhá.
Này, miếng củ dền nó đã ra nước nhiều ấy và nó đã quắt đi rất nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ đem lên xin khô đi là được. Các bạn cho chảo lên bếp cho mình và mình sẽ đổ. Mới đầu nhiều nước này thì các bạn đun với lửa to để cho cái hơi nước của củ dền ấy nó bốc đi hết nhé. Sau đó đến phần nào mà nó bốc đi hết hơi nước ấy, nó sôi lên ấy, thì chúng ta sẽ giảm lửa dần đi. Vì củ dền này ra rất nhiều nước nên là mình đấy có mỗi đường với củ dền mà đã nhiều nước như thế này rồi. Là mình mới đầu cứ đun to lửa đi. Các bạn khi mình xem một lúc nha, bắt đầu phần nước nó cạn rồi đấy, bây giờ là còn phần đường, bây giờ mình cho giảm bớt nửa đi để cho nó phần đường nó cô lại vào củ dền nhé. Màu mứt củ dền này thì nó rất đẹp rồi. Chỉ cần độ 2-3 phút nữa thôi là các bạn sẽ có mứt củ dền. Đây, khi các bạn đảo đến cái phần đường nó quánh lại như thế này là bắt đầu nó bám vào rồi đấy. Là rất nhanh được nhé, các bạn cho nhỏ nửa đi. Đường nó rất dính mà rồi, chỉ cần nó chít chút nóng thế là nó sẽ khô thôi. Đây các bạn, khi mình xên đấy, bắt đầu các bạn cho nhỏ lửa nhé và đường bắt đầu nó khô lại rồi nhé. Đấy. Chỉ thêm độ phút nữa thôi là nó sẽ khô hết thành của cái chảo này, nó đã đóng, đường đã đóng rồi này. Để nó đóng khô ở thành chảo rồi nhé. Nên bây giờ mình quay lại mức lửa nhỏ nhất rồi là nó sẽ được thôi. Bây giờ các bạn tắt bếp nhé và mình đảo đều thôi là nó sẽ khô nhé. Và không đấy, khi đường nó bám lên rất nhiều như thế này rồi và mình cho ra đĩa là có thể thưởng thức thôi nhé. Đây các bạn, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món mứt củ dền xong rồi đấy nhé. Miếng mứt củ dền của mình đây rất khô và ngon nhé. Đấy, rất khô và ngon này. Các bạn có thể làm cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé, để đón Tết. Cứ 400g củ dền thì các bạn cho mình khoảng 200g đường nhé. Và bây giờ các bạn để nguội
để cho nó khô hẳn nhé, không bị hấp hơi, thì các bạn có thể cất vào trong túi bóng hoặc những hộp để mình dùng dần nhé. Khi ngày Tết các bạn có thể chuẩn bị những món mứt như thế này, chỉ trong một ngày thì chúng ta có thể làm được rất nhiều loại mứt. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mứt gừng nhé, để dành cho những người huyết áp thấp có thể ổn định được huyết áp này, và có thể các bạn dùng mứt gừng để đón Tết luôn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình gừng này. Đây là mình đang nạo rồi, bây giờ đang cạo vỏ dần này các bạn ạ. Và đường nữa các bạn nhé. Chỗ này khoảng 200g gừng, các bạn cho mình đường, các bạn muốn dùng nhiều thì mình cho khoảng 200g nhé, không có thì độ 100-150g đều được. Vì khi lượng đường nhiều ấy, thì nó sẽ bám trên mặt gừng nhiều hơn nhé. Và bây giờ mình sẽ lấy nước để mình cạo gừng. Đường, các bạn có thể dùng đường trắng hoặc đường nâu đều được hết nhé. Gừng mình có thể tách ra để mình cạo cho nó hết cái phần vỏ bên trong này đi nhé. Khi những người bị huyết áp thấp ấy, thì có thể ăn mứt gừng này thì nó sẽ làm cho huyết áp của chúng ta tăng lên dần đến lúc nó ổn định. Sau khi mình xong gừng rồi các bạn nhé, bây giờ các bạn vớt gừng ra rửa sạch cho mình. Đây các bạn, sau khi gừng cạo hết xong rồi nhé, bây giờ mình sẽ thái thành những lát mỏng và mình ngâm vào trong chậu nước này luôn nhé, để cho nó ra bớt cái độ đắng của cay của gừng đi. Các bạn thái mỏng ra nhé. Sau khi mình thái xong gừng ở đây nhé, bây giờ mình sẽ vớt ra để mình đem đi luộc cái gừng này lên. Các bạn đun cho mình nồi nước nhé, và mình sẽ cho gừng này. Mình luộc cái gừng này lên các bạn ạ, để cho là cái sự cay của gừng ấy, nó sẽ ra bớt đi, khi mình ăn mứt nó không bị đắng cay quá nhé. Còn nếu mà các bạn ăn được cay ấy, thì mình không luộc cũng được, nhưng mà tốt nhất là phải nên luộc gừng lên để cho gừng nó dẻo ra và mình ướp đường nó dễ hơn nữa.
Các bạn đun sôi cho mình khoảng độ 2-3 phút nhé. Sau đó thì mình sẽ vớt ra. Đây, bây giờ mình sẽ vớt gừng ra nhé. Bây giờ các bạn sẽ cho đường vào cho mình nhé. Nếu mà các bạn muốn ăn đường bán nhiều thì mình cho nhiều nhé. Nửa đường, nửa gừng cũng được. Hoặc là ít hơn thì 100g gừng thì chúng ta dùng 80g đường nhé. Khi nào đường nó chảy ra nước hết thì các bạn sẽ đem đi xin khô cho mình là được mứt gừng thôi. Thế các bạn, khi mình để gừng được 2 giờ nhé, đường đã tan chảy hết ra nước như này rồi. Đấy. Thì các bạn sẽ cho lên chảo mình xin khô lên. Các bạn cho chảo lên bếp này, mình sẽ cho đường vào. Đây, bây giờ phần đường nó bắt đầu kết tinh lại để bám vào mặt của gừng này các bạn ạ. Các bạn cho nhỏ lửa vừa thôi nhé, đừng cho lửa to, không có là sẽ bị cháy đấy. Đây các bạn, bây giờ đường bắt đầu nó bám vào mặt của gừng rồi đấy. Chỉ còn 1-2 phút nữa thôi là các bạn sẽ có được một món mứt gừng thôi. Mình cho thật nhiệt nhỏ lửa nhé, để không bị cháy đường. Mình xên này để cho nó khô hẳn đây. Tết các bạn vừa có một món mứt ngon mà lại vừa giúp được những người huyết áp thấp, nhất là khi chúng ta bị ho thì chúng ta có thể ngậm gừng nó cũng đỡ ho nhé. Khi đã khô rồi, các bạn tắt bếp nhé, không có đường nó lại bị cháy, nó lại trở lại. Gừng đã khô thành miếng này. Rất ngon các bạn, độ cay vừa phải thôi. Giờ mình cho ra đĩa là có thể chỉnh chút được. Các bạn ăn không hết thì chúng ta để nguội hẳn và mình có thể buộc vào túi bóng hoặc những cái lọ thủy tinh chúng ta cất đi nhé. Chỉ cần một lúc là chúng ta có thể có được mứt gừng rồi. Các bạn, mình cho nhiều đường lắm cho nên phần đường nó thừa lại rất nhiều nhé. Đây, thành phẩm của mình sau khi làm xong là món mứt gừng này các bạn ạ. Đây, miếng mứt gừng, gừng khô ngon như này nhé. Các bạn có thể làm cho gia đình nhà mình thưởng thức này. Dễ làm và dễ ăn này. Mà gừng thì rất rẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình để xem những video mới nhất của mình nhé.
Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món mứt dừa viên nhé. Để làm món mứt dừa viên đón Tết thì các bạn chuẩn bị cho mình một quả dừa này. Mình muốn tạo màu ấy thì mình dùng bằng nước của củ dền các bạn ạ. Và đường nữa. Trước tiên thì mình sẽ lấy quả dừa này để mình lấy nước ra. Để mình lấy củi dừa nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái tô này, chậu mình cho nước vào nhé, cho muối nữa để mình hòa tan cái hỗn hợp muối này khi mình thái dừa và mình ngâm trong này nhé. Đây, dừa đây các bạn sẽ mình làm mứt dừa viên thì các bạn sẽ pha ra thành những miếng cho mình nhé, sau đó mình sẽ thái những viên. Rồi, mình sẽ dùng dao xoắn này để mình thái. Sau khi mình đã ai xong rồi nhé, bây giờ các bạn sẽ vớt cho mình cái này đi và mình đi rửa lại nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một nồi nước sôi để mình trần qua cái mứt dừa nhé. Bây giờ mình sẽ cho phần dừa vào để mình trần qua nhé. Để cho nó bớt cái ấy của dầu đi. Dầu dừa các bạn ạ. Sôi như này là được rồi các bạn nhé. Các bạn sẽ vớt ra cho mình để ráo nước để mình đi ướp nhé. Đây các bạn, sau khi luộc xong các bạn vớt ra cho mình nhé. Và hôm nay mình sẽ tạo với ba màu các bạn ạ. Một là màu trắng, hai là màu củ dền nhé. Mình sẽ cho vào cái bát củ dền này luôn. Nước củ dền cho có màu các bạn nhé. Cho có màu củ dền này, màu đỏ. Và một màu nữa thì mình sẽ dùng bột nghệ, hoặc là các bạn có thể dùng nghệ tươi giã lấy nước, hoặc là mình có thể dùng màu của cà rốt nhé. Đấy là màu vàng. Đây, màu vàng mình sẽ dùng bột nghệ cho nó dễ, không mất nhiều thời gian của các bạn khi làm mứt này. Cho mình một ít bột nghệ thôi là nó sẽ có màu. Các bạn trộn đều lên nhé, chút nữa nó sẽ ra nước thì cái màu vàng của nghệ này nó sẽ bám vào. Bây giờ mình sẽ cho đường vào để mình ướp.
có 3 bát giống nhau, chia là 3 bát rồi. Các bạn sẽ ướp đường cho mình nhé. Mỗi bát mình sẽ cho khoảng 3 thìa này đường. Bên này thiếu mình cho thêm. Đây, mình sẽ cho lốt vào cho nó đủ 3 thìa đường. Bây giờ mình sẽ trộn đều đường lên của từng bát nhé. Và các bạn để cho mình sau 3 giờ thì 2 đến 3 giờ nhé. Là mình sẽ đi xin là sẽ có mứt dừa thôi. Cứ để cho đường nó tan chảy hết ra là được. Cái phần bột nghệ này các bạn có thể cho thêm một chút nước lọc nhé, để cho nó màu nó ngấm vào nghệ, vào mứt để có màu vàng. Các bạn để cho mình 2 đến 3 giờ sau mình sẽ đem đi xin khô. Khi mình để được 2 giờ đồng hồ rồi các bạn nhé, đây các loại mứt dừa của mình đã có màu rồi. Đấy, màu vàng ra màu vàng, màu đỏ ra màu đỏ rồi. Đây là màu trắng nhé. Mình sẽ đem xin màu trắng trước khi đường đã tan chảy hết ra nước như này rồi. Mình cho chảo lên vào, mình cho phần nước dừa vào. Đấy, khi nó ra nước này rồi. Các bạn chỉ cần đun với lửa vừa thôi nhé. Sau khi nào mà hơi nước của dừa ấy, nó sẽ đi hết thì các bạn sẽ giảm bớt lửa nữa, còn đến lúc nhỏ không bị cháy nhé. Đây, bây giờ cái phần mứt dừa đường nó đang sánh lại rồi thì các bạn giảm bớt lửa đi để mình cho nó bám lên mặt là nữa là xong. Đây các bạn, bây giờ đường nó bám vào bề mặt rồi đấy nhé. Các bạn chỉ xên với lửa nhỏ rồi đây, lửa rất nhỏ nhé. Đây, để cho nó khô hẳn là được nhé. Đây, khi đường đã bám hết lên mặt dừa rồi và nó khô rồi, các bạn cho ra đĩa cho mình nhé, để nguội là được. Mình cũng cho chảo lên bếp và mình cho phần màu của vàng của nghệ nhé. Các bạn cho lửa khá lên. Ăn bớt nghệ này cũng rất tốt các bạn nhé. Nếu mà các bạn mà bị về dạ dày ấy, thì chúng ta có thể ăn nghệ để chữa bệnh đau dạ dày đấy. Khi phần nước nó đã cạn hết rồi như này rồi thì các bạn cho nhỏ lửa thôi nhé. Và đây, khi khô như này là được rồi các bạn nhé. Các bạn lại cho ra đĩa cho mình. Khi đường nó đã bám hết vào mặt của miếng dừa rồi. Để cho không bị pha lẫn màu thì các bạn nên rửa qua chảo đi nhé. Vì màu vàng với màu đỏ. Khi bắt đầu cạn nước thì các bạn nên giảm nhỏ lửa cho mình nhé. Đây các bạn, như vậy là mứt của mình đã bám, đường đã bám vào dừa rồi. Là được rồi, các bạn tắt bếp cho mình và mình cho ra đĩa là có thể thưởng thức rồi. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đây là ba loại mứt nhé. Quên mứt dừa nhưng có 3 màu. Các bạn muốn làm với màu tím thì chúng ta có thể dùng bắp cải tím. Màu xanh có thể dùng bằng lá dứa nhé. Rất thơm và ngon. Các bạn có thể làm món này để cho gia đình nhà mình thưởng thức vào ngày Tết nhé. Với một quả dừa là mình đã có thể tạo thành món mứt dừa với 3 màu như này nhé. Đây là mứt dừa viên. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Đây, khi những viên mứt dừa này lúc trước mình ra nên là nó sẽ khô như này rồi. Để ra gió một chút cho nó nguội thì nó sẽ khô hết nhé. Dẹo nữa thì cái mứt này nó cũng, củ dền này nó cũng khô luôn. Rất ngon ạ.